Ngay lập tức thì Khôi Nguyên đã lấy được bóng. Chân trái! Bên phía các cầu thủ ở Khuyên Đông Bình Phương, bình luận viên xin được thông tin lại đội hình ra sân cũng như là các cầu thủ góp mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Đội trưởng số 19 đó là Trường An, các cầu thủ số 2 Huỳnh Dũng, số 17 là Nguyễn Khang và thủ thành số 1 đó là Gia Linh. Huấn luyện viên trưởng bên phía các cầu thủ U9. Một cú bóng hay của số 15 đó là Hạnh Phúc. Không được, ngay lập tức thì Khôi Nguyên đã lấy được bóng. Chân trái! Cú sút. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tình huống tự cắt bóng, tự làm nhưng không tự ăn được. Rất đặt nỗ lực hơn. Khôi Nguyên. Quyết định đi bóng của Khôi Nguyên. Đấy rồi, dứt điểm. Bàn thắng đã đến. Bàn thắng đã đến dành cho các cầu thủ Navi Phú Nhuận. Khoảng cách bây giờ chỉ còn là một bàn. Khôi Nguyên đã tỏa sáng với một tình huống xử lý bằng chân trái, vượt qua được hàng phòng ngự bên phía các cầu thủ Khuyến Đông Bình Phước và tung ra một cú dứt điểm chéo góc đánh bại được Gia Linh. Thủ môn cũng đã chơi rất tốt ở hiệp 1 của trận đấu. Thụy Phong được chuyển ra cho đội trưởng Trường An không thành công. Lên bóng dành cho quá cao thủ Nam Phú Nhuận. Đây rồi, cơ hội tiến mình, dứt điểm không vào, rất đáng tiếc. Tình huống phạt công nhanh của các thủ áo vàng. Tiến mình là người dứt điểm cuối cùng nhưng bóng lại đi chạy cột, rất đáng tiếc. Thụy Phong được chuyển ra cho đội trưởng Trường An không thành công. Lên bóng dành cho quá cao thủ Nam Phú Nhuận. Đây rồi, cơ hội tiến mình, dứt điểm rất đáng tiếc. Tình huống phạt công nhanh của các thủ áo vàng. Tiến mình là người dứt điểm cuối cùng nhưng bóng lại đi chạy cột, rất đáng tiếc.